Xe của tôi làm sao hả ông? Bộ tiếp diện hơi kém. Để tôi bảo thằng bạn tôi gara gần đây qua xử lý cho. Sang cà phê bên kia ngồi đi. Dung thế nào rồi? Chưa có tiến triển gì. Nhưng nhìn Dung thì rất bình tĩnh. Tôi cảm thấy hơi tiếc vì giúp Dung không chót, để thằng kia vẫn còn nhởn nhơ. Thằng kia là thằng nào? Thái á? Tự nhiên mọc ra một thằng em cùng cha khác mẹ, rất đại gia, không động vào được. Mà có cả một đoàn luật sư bên tổng đấy bảo vệ ăn nữa chứ. Dùng mất công mất sức mà không được việc gì. Tôi cảm thấy rất hận vì không chính tay mình dễ cho hắn được một bài học. Chết. Xem ra mới có một thời gian ngắn mà cậu đã đổi đời rồi đấy nhỉ. Nhờ tầm vé số đó đúng không? Vâng. Cũng may tôi nhớ ra tấm vé số. May hơn nữa là tôi đã đến kịp giờ hành chính cuối cùng. Là tôi đã linh động cho cậu đấy. Vâng, anh cứ yên tâm. Nên anh muốn thiết kế như thế nào, tôi sẽ cung cấp gói ưu đãi tốt nhất cho các anh. Chó chết. Mấy tờ vé số ấy mua cho tôi hôm trước, trong đó có một tờ trúng thật đấy, lại còn giải đặc biệt nữa cơ. Mẹ tôi đã so kết quả rồi, tiền tỷ cơ đấy. Trúng vé số á? Nhưng mà tôi làm mất tờ vé số rồi. Tại tôi không biết nên tôi vứt vào thùng rác mất. Anh cũng hiểu là nếu mà tờ vé số đấy trúng thật thì phần lớn số tiền thưởng sẽ thuộc về anh. Tôi thực sự rất là xin lỗi anh. Rất cảm ơn anh đã giúp đỡ. Chào anh. Chào cậu. Dạ. Chúc thành công. Cảm ơn anh. Thái. Tao có chuyện muốn nói với mày. Mày làm trò gì vậy? Theo dõi tao đây à? Ai? Tao vốn dĩ đã không muốn dính líu đến mày. Nhưng hôm nay thì... Hóa ra hai thằng mày cùng một hội. Định chó đàn với tao à? Được. Cái gì? Mày... Cái này cho Dung này. Cái này cho quen. Còn cái này sẽ dành cho tấm vé số. Quen chó. Tao mua tấm vé số cho cô ấy chỉ mong vận may đến cho cô ấy. Vậy mà đến vận may của cô ấy mày cũng cướp mất. Có biết cô ấy sống khổ khốn nạn như thế nào không? Cô đã từng muốn chết như thế nào không hả? Cút ngay khỏi cuộc đời cô ấy. Nghe chưa chó? Nghe chưa thằng chó? Tránh xa cô ấy ra. Nhớ chưa? Con làm sao thế này? Con bị va quệt mẹ ạ. Con làm như mẹ là trẻ con ý. Vết thương này là do người đánh. Ôi, mà ai mới được cơ chứ. Alo mẹ à? Mẹ ơi, mẹ ra bên này được không hả mẹ? Bố vừa bị người ta đánh, bà còn đang sợ đây này. Huê, em đi đâu đấy? Tôi chạy qua nhà bố con Bấm, không biết là bị ai đánh mà. Tôi đánh đấy. Anh nói cái gì cơ? Là tôi đánh anh ta. Và tôi nói với anh ta là tránh xa em ra. Anh đánh nhau á? Tại sao lại phải đánh nhau? Cách giải quyết đơn giản nhất của mấy thằng đàn ông. Anh bị điên à? Tôi hỏi anh là lý do vì sao mà đánh nhau. Lý do em có thể hỏi anh ta. Nếu như em sốt ruột, lo lắng cho anh ta thì em có thể đi đi. Anh bảo, anh nghĩ anh là ai? Tại sao anh cứ can thiệp vào cuộc sống của tôi? Tôi thấy phiền. Rất phiền đấy, hiểu không? Anh làm tôi thấy phát sợ đấy được ý. Quê này, em có thể không chọn tôi cũng được, nhưng đừng có ý định quay lại với anh ta.